Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nữ phụ chia tay hàng ngày của tác giả Gia Thanh Oa, chương 29. Thời gian vui vẻ giống như một loại trò chơi kinh doanh, ngay từ đầu đã thiếu tài nguyên, phần lớn chỉ có thể mở khách sạn. Đồ ăn cung cấp chỉ có rau xanh trứng gà, bởi vì là khách sạn mình tình, khách cũng không có gì phàn nàn. Nhưng lãi thu vào vẫn không nhiều lắm, tiền thu vào sẽ để tích lũy, bọn họ có thể từ từ đi mua ít thịt, hải sản và đồ dùng ở siêu thị trong thôn cho khách có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa. Tiền thu được không chỉ có phí ở mà còn có cả phí ăn cơm, tiền thu vào không ngừng tăng lên. Từ từ bọn họ cũng học xong cách phục vụ, còn làm thêm đồ uống lạnh. Tháng 8 cứ như vậy qua đi, bọn họ làm ở khách sạn càng ngày càng quen tay, nhưng La Thiến vẫn cảm thấy không thoải mái, cô dường như đã đắc tội tất cả mọi người. Đương nhiên, Mạnh Giang và Tề Văn Hàm không nằm trong số đó. Nhưng hai người bọn họ cũng không tham gia mấy cái tranh chấp của phụ nữ. Mạnh Giang hoặc Tề Văn Hàm chỉ cần hỗ trợ nói một câu, ngày mai bọn họ nhất định sẽ lên hot search Weibo. Nhóm nữ minh tinh thật ra không có ai là cố ý nhắm vào cô, nhưng La Thiến vẫn có cảm giác giống như bị bài xích. Nhưng bài xích ở chỗ nào cô lại không thể nói ra. Chị lớn như Du Mạn vẫn như cũ đối tốt với cô, Tiêu Vĩnh Thanh cũng đối xử với cô không tồi, Mễ Tuyết Phỉ vẫn khiêm tốn có lễ, Ngụy Khả Tình cũng vẫn là thiếu nữ thích vận động. Nhưng mọi người khi làm việc sẽ tránh xa cô. Sau đó nghe được Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến mới biết được. Triệu Vũ Lâm nói: "La Thiến, màn ảnh của chị đều bị đoạt." Cô vẫn luôn ở cạnh đạo diễn. La Thiến lên màn ảnh cảm giác tồn tại quá yếu, cơ bản có thể xem nhẹ, đạo diễn lại không đề cập tới. La Thiến tham dự hay không tham dự có vẻ như đều giống nhau. La Thiến, 3 chấm. Giới giải trí thật lợi hại, bắt nạt người lại khiến người ta không hay biết mình bị bắt nạt. Ai? Chị chính là quá kích động, một chút khổ cũng không ăn được. Những người này chắc đều đã nghĩ chị không làm, vậy thì dứt khoát không cần làm nữa. Triệu Vũ Lâm cũng buồn hèo. La Thiến nhỏ giọng nói: "Không có ai khác như vậy sao?" Triệu Vũ Lâm cười khó coi: "Chỉ có đồ ngốc mới như vậy thôi." La Thiến phát sầu: "À, thế nếu chị một chút cũng không phản kháng thì sao?" La Thiến thật ra cũng không thể tưởng tượng được. Triệu Vũ Lâm nghẹn lời, La Thiến tiếp tục hỏi: "Bọn họ sẽ thích chị sao?" "Nếu thích, tự nhiên sẽ không làm cô khó xử." Triệu Vũ Lâm biết điểm này, trong lớp học đều từng có một người như vậy. Bị người bắt nạt, bị nhục mạ lại không dám phản kháng. Tuy không phản kháng nhưng bắt nạt nhục mạ vẫn không hề giảm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Dù thầy cô có thấy cũng coi như không phát hiện. Mà một khi phản kháng, loại bắt nạt này cũng sẽ trầm trọng hơn. "Chị cảm thấy vì sao bọn họ không thích chị?" Triệu Vũ Lâm hỏi. La Thiến cười cười nói: "Ngụy Khả Tình khá đơn giản, cũng có kim chủ chống lưng. Kim chủ của chị tốt hơn cô ta đương nhiên không phục. Mễ Tuyết Phỉ thì có lẽ là lúc cô ta lấy nước đêm đó cũng nhỏ nhen thật. Tiêu Vĩnh Thanh thì chắc là vì đường diễn. Nếu đúng như em nói, cô ta còn thích đường diễn thì khẳng định sẽ không thích chị. Từ lúc đầu đã chỉ cười tủm tỉm với chị. Du Mạn, chị cũng biết chị ấy có thích chị không, chị cũng nhìn không ra được. Những người nam kia, đại khái là cảm thấy chị quá nhiều chuyện đi." La Thiến cũng chỉ có thể suy đoán, cô tiếp tục nói: "Đạo diễn hời, có lẽ là vì ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt với Ngụy Khả Tình, rồi giận chó đánh mèo sang chị thôi. Lúc đầu chỉ hậm hực, sau đó mới có 2 ngày chị đã gây chuyện thị phi, cho nên hắn càng thêm không vui. Chị còn tranh luận với hắn, hắn tự nhiên sẽ chán ghét." Cuối cùng, La Thiến nhìn nơi xa chậm rãi nói: "Khi một người không thích một người, dần dần sẽ như bệnh truyền nhiễm, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy chị không hiểu chuyện." Tuy rằng không mức nghiêm trọng như vậy, nhưng La Thiến rõ ràng cảm giác được mấy ngày này, người không thích mình không ngừng tăng lên. Ai, thật xấu. Nhưng mà, không thích thì không thích. Có không thích thì chẳng phải sắp tới vẫn ở cùng nhau sao? Đợi qua 3 tuần, mọi người đều tách ra, trong giới giải trí người không thích La Thiến quá nhiều, thêm nữa cũng chẳng sao. La Thiến chỉ có thể nghĩ như vậy. Quay xong một tập, đoàn phim cho nghỉ 3 ngày. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm trở lại thành phố Nam Đan ở trong khách sạn, muốn nghỉ ngơi 3 ngày thật tốt. Những người khác đều có lịch trình, ngay cả Ngụy Khả Tình cũng vội vàng rời đi chạy sâu. La Thiến mấy ngày nay tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, thể lực cũng mệt mỏi. Tuy rằng nói là cô bị cô lập, nhưng La Thiến cũng không có không làm việc, chỉ những việc này không nhất định sẽ được chiếu lên. Cùng làm việc với người khác, máy quay cũng vẫn luôn dừng trên người người khác. Dù có quay cô thì những tiền bối đó cũng sẽ bùng nổ toàn bộ khí thế. Cô giống như bị áp diễn, áp đến trong suốt. La Thiến tức giận vì vấn đề bất công, nhưng hiện giờ chỉ có thể như vậy, cô cũng chẳng thể làm khác. Dù sao thì khi quay xong cô cũng có 300 vạn, số tiền này không phải là ít.
nhưng bất quá là vì tiền lời, kết quả được không, liền như vậy đi. Nghỉ ngơi 2 ngày, ngày thứ 3 cô nhận được điện thoại của Đường Diễn. Bây giờ cô đang ở đâu? La Thiến ngoan ngoãn trả lời, thành phố Nam Đan có mấy khách sạn 5 sao, La Thiến lại ở khách sạn có giao thông thuận tiện nhất. Sau khi Đường Diễn biết, trực tiếp cúp điện thoại. Không lâu sau, chuông cửa phòng La Thiến vang lên. La Thiến sửng sốt, không thể nào. Cô có chút hoài nghi mở cửa, quả nhiên thấy Đường Diễn đứng ở bên ngoài. Sao anh lại tới đây? La Thiến kinh ngạc. Đường Diễn đẩy cô ra, đi vào phòng, nhìn khắp phòng sau đó mở miệng hỏi. Phòng này cô ở nếu tôi không nhớ nhầm thì là 1.328 tệ một đêm. Hắn đã cố ý hỏi qua ở dưới lầu. La Thiến sửng sốt, gật đầu nói. Đúng vậy. Đường Diễn mặt không biểu cảm, trong lòng lại vô cùng không vui. Khách sạn cao cấp thì cô bỏ tiền ở được, mà áo ngủ mua cho tôi lại không. Nhìn sắc mặt Đường Diễn không quá tốt, La Thiến hỏi. Anh làm sao vậy? Đường Diễn hỏi cô. Ai thuê phòng này cho cô? La Thiến cười nói. Vũ Lâm ạ, cô ấy nói có người chi trả. Đường Diễn sửng sốt. Ai trả? Đường Thị. La Thiến tỏ vẻ đương nhiên nói. Đường Diễn, ba chấm. Tóm lại là tôi chẳng những phải dùng áo ngủ giảm giá, mà cô ở khách sạn xa hoa mà tôi cũng phải trả tiền. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? La Thiến vẫn nhớ phải hỏi rõ. Đường Diễn vô cùng khó chịu nhíu mày. Tôi không thể tới à? Hạng mục tôi đầu tư ở bên này, nhiều tiền như vậy, tôi đến giám sát. Đường Diễn đặc biệt nhấn mạnh nhiều tiền như vậy. Nhưng hiển nhiên La Thiến không hề chú ý tới, hỏi tiếp. Hạng mục gì ạ? Đường Diễn nằm thẳng lên giường. Thời gian vui vẻ. La Thiến, ba chấm. Vậy là anh tới giám sát tiện thể qua đây thăm cô. La Thiến có chút vui vẻ. Cô cười cái gì? Nhìn tôi giống như đang vui lắm sao? Đường Diễn vô cùng buồn bực. Đường Tổng, chúng ta đi ăn cơm đi. Hai ngày nay La Thiến vẫn luôn buồn bực. Đường Diễn tới, tâm trạng cô lại tốt hơn không ít. Cô chưa từng nghĩ tới. Đường Diễn xuất hiện cũng nhắc nhở cô, tất cả đều là hư ảo. Một năm sau là cô rời đi rồi, quả nhiều như vậy làm gì? Ăn cơm. Đường Diễn sửng sốt hỏi. Ăn cái gì? Đường Tổng, em mời anh ăn. La Thiến vui vẻ nói. Đường Diễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Được, đi. Sau đó, Đường Diễn nhìn biển quảng cáo quán lẩu trước mắt, cố gắng áp xuống cảm giác xúc động muốn đánh người nói. La Thiến, lần trước tôi mời cô đi ăn ở đâu? Nhà hàng Thái Lan. La Thiến nhấc tay đáp. Vậy mà cô mời tôi ăn lẩu hả? Đường Diễn muốn mở miệng chất vấn nhưng cảm thấy nếu hỏi thì có vẻ bản thân rất hẹp hòi, cho nên chỉ bất mãn nhướng mày. Đáng tiếc, La Thiến không bắt được sóng của hắn, tâm tình rộng mở thông suốt vui vẻ lôi kéo Đường Diễn đi vào ăn cơm. Đường Diễn ngơ ngác mà nhìn cánh tay đang bị giữ chặt, muốn cự tuyệt cũng không kịp nữa rồi. Đến tận lúc một nồi nẩu đầy màu sắc bày ra trước mặt, Đường Diễn vẫn ngây ngốc. La Thiến không ngại ngần, toàn bộ quá trình đều giúp hắn vô cùng chu đáo, thậm chí còn cười nói. Ăn đi. Đường Diễn cầm lấy thìa ăn một miếng, sau đó hai mắt mở to, uống liền ba cốc nước khoáng. Ha 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 ha, anh không biết ăn cay sao? La Thiến nhìn mặt Đường Diễn đỏ lên vì cay mà cười. Từ trước đến nay, cơm Đường Diễn ăn chủ yếu là cơm Tây thiên về thanh đạm. Tuy lúc xã giao ăn nhiều đồ ăn Trung Quốc, nhưng chủ yếu đều là mấy món cao cấp hoa lệ. Có cay cũng chỉ là hơi hơi. Dù sao thì lúc xã giao cũng đâu thể ăn một nồi lẩu cá. Ăn cái gì mà ăn, đổi nơi khác. Đường Diễn bị cười nhạo bỏ đũa xuống, nói. La Thiến mở miệng nhanh chóng đem mấy sâu thịt còn ở trong nồi ăn nốt rồi mới lau miệng nói. Được. Đường Diễn tính tiền, kéo La Thiến ra cửa sau đó hỏi. Ăn cái gì? La Thiến nói. Đều được ạ. Đường Diễn liền nói. Lần trước cô ăn đồ Thái rồi, lần này mà cô đi ăn đồ Nhật. La Thiến sửng sốt, không ngờ Đường Diễn vẫn còn nhớ, vui vẻ gật đầu. Đồ ăn Nhật Bản phần lớn là đồ sống, La Thiến ăn không quen, nhưng cũng có không ít thức ăn chín, La Thiến đều ăn những món đó. Giá cả khá cao nhưng lại không cần trả tiền, La Thiến ăn mà không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Đường Diễn thanh toán xong vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc hai người trở về khách sạn đi một trung tâm thương mại, Đường Diễn nhìn thấy lại nhớ tới cửa hàng áo ngủ mà La Thiến mua cho hắn, vừa hay ở đây cũng có, hắn nhất thời liền đứng lại. Làm sao vậy? La Thiến hỏi. Đường Diễn nói, lúc tôi tới không mang theo áo ngủ. La Thiến sửng sốt hỏi, sau đó thì? Đường Diễn chỉ cửa hàng kia, mặt không biểu cảm quay đầu đối với La Thiến phun ra một chữ, mua. La Thiến cũng quay đầu nhìn về phía hắn chỉ, thấy đó là một cửa hàng chuyên bán áo ngủ cao cấp liền nói, anh chỉ ở lại có 2 ngày,
mua làm gì? Đường Diễn tỏ vẻ không thể tưởng tượng nhìn cô, đối với lời nói của La Thiến vô cùng mãnh liệt, muốn khiển trách. La Thiến hậm hực nghĩ, hắn có tiền, có mua hoàng hiệu dù chỉ dùng một lần cũng là việc của hắn, không có vấn đề gì liên quan đến cô. Cô chỉ có thể không cam tâm tình nguyện nói, vậy em dẫn anh đi, nhìn xem. Đường Diễn nâng nâng cằm hướng về cửa hàng kia, ý tứ vô cùng rõ ràng. La Thiến chỉ có thể đến đó, thấy nhân viên tiêu thụ nhiệt tình bước ra nghênh đón, cười hỏi, cửa hàng của các cô có giảm giá không? Đường Diễn ở phía sau lào đào một chút, nghiến răng nói, La Thiến, giảm giá, chúng tôi bên này không giảm giá, hoạt động của mỗi cửa hàng đều không giống nhau. Nhân viên tiêu thụ cười nói, La Thiến không hiểu nhìn Đường Diễn, vô tội nói, anh đem quần áo ra mấy trăm chỉ mặc một lần còn chưa tính, quần áo ở đây đều ít nhất phải hơn 1.000, mặc một lần thì phí quá. Đường Diễn nhìn cô không đáp, hắn còn có thể nói cái gì bây giờ? Chính hắn có thể mua, nhưng hắn thật sự không cam lòng về cái áo ngủ giảm 50%, mua một tặng một kia. La Thiến cần phải mua đồ giá gốc cho hắn. Chương 30. Cô còn muốn tiền lương của đoàn phim không? Đường Diễn nghiến răng nghiến lợi hỏi. La Thiến mở to hai mắt. Cái gì? Anh còn có thể không cho sao? Đã ký hợp đồng rồi. Tôi có thể vi ước. Đường Diễn nhàn nhạt nói. La Thiến sửng sốt. Vi ước? Anh không sợ phải bồi thường à? Đường Diễn nghĩ nghĩ rồi nói. Đại khái khoảng 3.000 vạn hả? Hắn cũng không xác định rõ tiền lương của La Thiến là 300 vạn. Nếu vi ước thì chắc là phải bồi thường gấp 10 lần nhỉ? La Thiến choáng váng, rất muốn sờ chán Đường Diễn hỏi. Anh có phải ấm đầu hay không? Nhưng cô vẫn nhịn xuống ôn nhu cười nói. Như vậy thì anh được cái gì chứ? Tôi vui. Đường Diễn mặt lãnh đạm. La Thiến ba chấm. Vấn đề là sau khi vi ước, dù được bồi thường thì công ty cũng có một chân. La Thiến nhận được không đến 300 vạn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau 10 giây. La Thiến đột nhiên quay đầu cười vui vẻ hỏi người phục vụ. À, bộ áo ngủ đắt nhất cửa hàng là bộ nào? Lấy tới cho tôi xem. Tôi khá thích áo ngủ cửa hàng. Càng đắt càng tốt. Như vậy mới hợp với người đàn ông của tôi. Cô vừa nói vừa vỗ vỗ ngực Đường Diễn. Đường Diễn nâng khóe miệng, đang ý nghĩ. Đấu được với tôi chắc. Nhưng hắn hoàn toàn không chú ý tới bản thân đã làm tất cả rốt cuộc là vì cái gì. Chị nói cái này ạ. Áo ngủ tơ tằm giá 3.800 tệ. Cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động. Mua 2 bộ chỉ cần 7.000 tệ. Hơn nữa chị cũng sẽ nhận được phiếu mua sắm giá 1.000 tệ. Phiếu mua sắm? Chính là nếu cầm cái phiếu đó đi mua đồ vật thì không cần trả tiền. La Thiến kinh hỉ hỏi. Đúng vậy. Mua 3 bộ thì càng tiện nghi. Được tặng phiếu mua sắm 2.000 tệ. Hoạt động chỉ đến 15 tháng 8. Qua ngày đó sẽ kết thúc. La Thiến có chút xúc động. Cô há mồm còn chưa nói lời gì. Đường Diễn đã ngắt lời. Chỉ cần một bộ. Lại muốn mua cho tôi đồ giảm giá. Đường Diễn khó chịu nghĩ. Anh ngốc à, mua 2 bộ còn có phiếu giảm giá 1.000 tệ đấy. La Thiến trừng mắt nhìn Đường Diễn. Đường Diễn giật giật khóe miệng. Mua một bộ. Hắn nhìn La Thiến không vui chu miệng, im lặng một chút rồi nói. Phiếu mua sắm 1.000 tệ tôi đổi thành tiền mặt cho cô không phải là được rồi sao? La Thiến sửng sốt cười nói. Vậy sao anh không trực tiếp trả tiền mua đồ luôn? Đường Diễn quay đầu. Không cần. La Thiến cười. Được rồi, em mua áo ngủ cho anh mua vòng cổ cho em đi. Khóe miệng Đường Diễn khẽ cong lên, nói. Có thể. Nhân viên phục vụ bị mạnh mẽ ép ăn một miệng cẩu lường, run rẩy khóe miệng nói. Tôi lấy cho một bộ mới, anh chị thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ? La Thiến liền vui vẻ nhảy nhót đi theo nhân viên trả tiền. Đường Diễn ở phía sau nhìn cô, tâm trạng vui sướng. Vì thế, hai người đều vô cùng thỏa mãn. Đường Diễn cầm áo ngủ tơ tằm 3.800 tệ. La Thiến mang vòng cổ 13 vạn. Hai người vui vui vẻ vẻ, tay khoác tay trở về khách sạn. Qua một đêm ngọt ngào, tâm trạng của La Thiến đã trở lại. Ngày hôm sau lúc bắt đầu làm việc, tâm trạng vô cùng sung sướng. Thời đạo, xin chào. La Thiến dưới sự thúc giục của Triệu Vũ Lâm vẫn là người đến sớm nhất. Anh dẫn đường, xin chào. La Thiến thấy một người liền chào hỏi một người, vô cùng nhiệt tình. Sau khi chào hỏi mọi người một vòng, liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi. La Thiến sờ sờ vòng cổ. Ha ha ha, 13 vạn đó, hắc hắc. Dù Mạn là người thứ hai đến, cô nhìn La Thiến nằm trên giường cười, cũng cười hỏi. Gặp được chuyện tốt gì sao? La Thiến gật đầu nói. Dạ. 3.800 tệ đổi lấy 13 vạn tệ, đây đương nhiên là chuyện tốt. Một lát sau Ngụy Khả Tình đến, nhìn thấy La Thiến vuốt vòng cổ, cười nhạo nói. Cái vòng này của cô chắc là hàng rẻ tiền mười mấy vạn hả? Nha, nha đầu này nhãn lực không tồi.
La Thiến trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại không để ý tới cô ta. Ngụy Khả Tình bĩu môi cũng không để ý tới cô. Quỷ nghèo. Sau đó là Mễ Tuyết Phỉ phát hiện La Thiến mang vòng cổ mới cũng cảm thấy buồn cười. Chỉ vòng cổ mười mấy vạn mà thôi. Sau đó là Tiêu Vĩnh Thành. Tiêu Vĩnh Thành lúc đến người có chút tiều tụy. Ngày hôm qua cô nhận được tin tức Đường Diễn tới thành phố Nam Đàn, nhưng cô gửi tin nhắn cho Đường Diễn hắn lại không đáp lại. Tiêu Vĩnh Thành liền đẩy nhanh công việc, đêm qua bay đến thành phố Nam Đàn. Người chưa thấy được, nghe nói đêm nay hắn muốn đi. Tiêu Vĩnh Thành day day chán, ánh mắt nhìn La Thiến càng thêm ý tứ. Chờ mọi người tới đủ, đạo diễn lại bắt đầu nói qua về nội dung. Cuối tuần trước, hai vợ chồng khách sạn Phạm Gia nhớ tới lúc bọn họ đi, không có để lại chi phí cho mọi người kinh doanh khách sạn, cho nên đã nhờ người mang về một chút kinh phí. Đạo diễn vừa nói xong, liền có người đem một phong thư đưa cho Du Mạn. Du Mạn mở ra nhìn thử, có không ít tiền. Những người khác hoan hô, mọi người đều vô cùng cao hứng. Thời Trấn cũng nói qua về nhiệm vụ mới. Có tiền, ông bà chủ hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, bởi vậy đã yêu cầu bọn họ đến thành phố Nam Đan thu thập thông tin về những món ăn ngon nhưng giá rẻ. Nếu mỗi một tập đều là kinh doanh khách sạn thì nhất định sẽ rất mệt mỏi, cho nên tuần thứ hai đã có sự thay đổi. Mọi người đều cảm thấy ra ngoài mua sắm do ở nông thôn hầu hạ là việc thoải mái hơn nhiều, đều vui vẻ mà kêu to. Du Mạn hỏi, nếu chúng tôi đi ra ngoài thì khách sạn phải làm sao bây giờ? Thời Trấn cười nói, vẫn còn các nhân viên khác mà, mọi người cứ yên tâm mua sắm. Vì thế nhiệm vụ cứ như vậy được định ra. Xe của đoàn phim thuê đã tới, mọi người cùng lên xe. La Thiến lùi biến đi đến hàng ghế cuối rồi ngồi vào. Những người khác đều ngồi phía trước, La Thiến một mình ở phía sau liền có vẻ có chút cô độc. Xe khởi hành chưa nửa giờ, WeChat của La Thiến đã vang lên thông báo. Lôi ra nhìn là Triệu Vũ Lâm. La Thiến, chị mau xem Weibo, đã xảy ra chuyện rồi. Còn có thể xảy ra chuyện gì? La Thiến tỏ vẻ hết chỗ nói. Nhưng cô vẫn là mở Weibo, phát hiện bản thân cô lên hot search rồi. Đỉnh cấp làm yêu thao tác, kiêu ngạo và thành kiến, La Thiến. La Thiến là ai? Tiêu đều một cái so với một cái càng làm người nghe kinh sợ hơn, nhưng đều có liên quan tới cô. La Thiến không hiểu ra sao, mình trước kia không nổi tiếng, sau đó đều ở đoàn phim thời gian vui vẻ, giống như tiểu thư khuê các ngày xưa, cả cửa cũng chưa ra, sao lại có thể lên hot search? La Thiến nhấn đọc hot search ở trên cùng đang nổi bật, sau đó cô kinh ngạc mở to mắt, là trailer của thời gian vui vẻ. Sao lại thế này? Trước đó đã nói lúc ra trailer đều đã báo trước để nghệ sĩ có thể vào xe lại, vậy mà cô lại không biết gì cả. Nhưng rất rõ ràng, trailer thời gian vui vẻ đã đăng lên rồi. Có chế tác hậu kỳ, hơn nữa còn có logo, vừa nhìn là biết không có khả năng là bên ngoài cắt nối biên tập. Đây là đúng trailer đoàn phim tung ra. La Thiến đeo tai nghe, click mở video chậm rãi xem. Không dài, đúng 2 phút. Ha ha, một việc tốt lại có thể cắt thành hư. Tuy hai ngày trước La Thiến nói không ít lời không dễ nghe, nhưng nếu có tiền căn hậu quả, thì mọi người đều có thể lý giải. Ngay cả phim truyền hình nếu cắt ra thì sẽ không công bằng rõ ràng, huống chi là trailer báo trước. Chẳng những không có công bằng gì mà trong 2 phút ngắn ngủi này còn có không ít đoạn La Thiến nhe răng trợn mắt châm chọc người. Trong trailer mỗi người đều có hình ảnh cho heo ăn, chỉ có La Thiến không có. Kết hợp với lời trước đó La Thiến nói muốn mọi người công bằng cho heo ăn liền có vẻ rất châm chọc. Trailer này hoàn toàn là đem cô đẩy lên đầu ngọn sóng, là tin hắc trá hình. Mẹ nó, La Thiến ném di động khiến những người ở phía trước vốn đang mơ màng sắp ngủ giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy La Thiến sắc mặt hóa đen. Ngụy Khả Tình chế nhạo cười một tiếng, Mễ Tuyết Phỉ cũng cười, xem ra bây giờ cô ta mới nhìn thấy. La Thiến liếc nhìn mọi người rồi cười lạnh một tiếng, nhặt điện thoại gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Lâm. Chúng ta trước đó có nhận được thông báo ra trailer không? Triệu Vũ Lâm trả lời trong giấy nát. Không có, tuyệt đối không, trailer này đêm qua đã đăng lên rồi. Xin lỗi chị, tối hôm qua em sửa sang lại tư liệu nên không chú ý tới. Sáng hôm nay mới thấy, em đã liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội của công ty rồi. Không báo cho chúng ta, vậy Weibo khác có share lại không? La Thiến ý chỉ những người khác. Share, tất cả bọn họ đều share ngoại trừ chúng ta. Khi Triệu Vũ Lâm nhận được tin tức này cũng rất tức giận, đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng. Đã biết, La Thiến đáp lại một câu. Triệu Vũ Lâm nhanh chóng nhắn lại. La Thiến, chị muốn làm gì? Chị đừng làm bậy đấy. Chị sang bậy. Vũ Lâm, chị nhẫn nhịn như lời em nói. Sau đó đâu? Chị cảm thấy chị trước kia so với bây giờ còn tốt hơn. Triệu Vũ Lâm, 3 chấm. Cô có dự cảm xấu. Xe rất nhanh dừng lại.
La Thiến mặt không biểu cảm khoác ba lô bước xuống. Lúc đi ngang qua Mạnh Giàng, Mạnh Giàng giữ cô lại nói: La Thiến. La Thiến ném tay hắn ra. Mạnh Giàng nói: Không cần đi gây sự. Hắn biết La Thiến giận cái gì, cũng biết hậu quả nếu cô nháo lên. Vậy tôi phải im lặng sao? La Thiến liếc mắt nhìn Mạnh Giàng một cái nói: Dù mạn cũng nhắc nhở, việc này đối với em không có chỗ tốt. Cho nên, La Thiến hỏi lại, xấu nhất là cái gì? Dù mạn sửng sốt, xấu nhất là em sẽ phải rời khỏi đoàn. La Thiến cười cười, vậy thì có sao đâu. Không có gì, tất cả mọi người đều sửng sốt, như vậy mà còn nói là không có gì, không sao cả. Tôi không nghĩ được nhiều như các người, tôi biết tôi không đến được vị trí của các người, chỉ nghĩ muốn làm tốt bổn phận của mình. Trêu ai chọc ai, đương nhiên tôi biết xã hội này không có công bằng, nhưng rõ ràng tôi có thể tự cho mình công bằng, sao lại phải im lặng chịu đựng. La Thiến kéo ra cửa xe xuống xe. Con mẹ nó, thời gian vui vẻ sao có thể mời loại người này. Người phụ nữ này thật lắm chuyện. Cút ra khỏi giới giải trí đi, loại người này cũng có thể quay show sao. Rõ ràng là đi cửa sau, ngay cả nhận thức còn không quen biết, tính tình cũng không nhỏ. Ha ha ha, đổi giường thôi mà, xem cô ta kìa. Cô ta là cái thá gì chứ, nhìn khẩu khí nói chuyện cùng Tuyết Tuyết, người không biết còn tưởng rằng cô ta mới là đại bài đấy. Lầu trên là Tuyết fan phải không, Mễ Tuyết Phỉ mà tính là đại bài à? Đúng vậy, một cái giải thưởng cũng chưa có, chỉ là lưu lượng lớn thôi. Người này là La Thiến à? Con mẹ nó là ai thế? Xem cô ta nói dễ nghe như vậy, kết quả lúc làm việc thời điểm lại không thấy đâu. Vừa rồi chỉ bảo cô ta cho heo ăn thôi mà đã nháo ầm lên, những người khác cũng đã làm rồi mà. Không ai phát hiện tất cả mọi người đều tránh ra cô ta sao? Người không quen biết lớn lên rất đẹp kia là ai vậy? Những lời này miễn cưỡng còn có thể xem như là văn minh, nhưng La Thiến vẫn cảm thấy oan. Những lời mắng chửi này, La Thiến càng xem càng không chịu được. La Thiến nhìn những lời ác độc đó, ném điện thoại di động xuống trước mặt Thời Trấn hỏi: Đạo diễn đây là có ý gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.